Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, nơi gửi gắm niềm tin của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh chú trọng nâng cao tay nghề, nâng tầm vị thế bệnh viện thông qua việc tiếp nhận và tự tin làm chủ nhiều gói kỹ thuật cao trong điều trị các ca bệnh khó được chuyển giao từ tuyến trung ương. Từ năm 2017 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai còn triển khai ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật của cán bộ y bác sĩ vào thực tế, hỗ trợ đắc lực cho quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Phóng sự của Vân Anh, Hải Nam và Thanh Tùng. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Được đánh giá là một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực Tây Bắc trong việc tiếp nhận, làm chủ và duy trì bền vững nhiều gói kỹ thuật cao, chuyên sâu từ bệnh viện tuyến trung ương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thời gian qua đã tiếp nhận phẫu thuật và điều trị thành công hàng trăm ca bệnh nặng, phức tạp, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí điều trị, từ đó giảm thiểu tối đa tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến trên. Từ năm 2017 đến nay, đã có 7 gói kỹ thuật cao được Bệnh viện Tuyến Trung ương chuyển giao và thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong đó phải kể đến một số kỹ thuật cao như Khâu treo triệt mạch chỉ dưới hướng dẫn của Xuyên Đốc Lơ, tiêu sợi huyết, tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ, lọc máu liên tục. Trong đó, tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ là kỹ thuật được tiếp nhận chuyển giao từ Bệnh viện Việt Đức vào đầu năm 2017 và đến nay đã thực hiện thành công trên 100 ca bệnh tại Bệnh viện Lào Cai. Nếu như trước đây đối với những bệnh nhân có sỏi thận kích thước lớn thường phải can thiệp mổ mở để bổ quả thận, lấy sỏi, không chỉ gây đau đớn cho người bệnh mà còn làm suy giảm chức năng thận sau khi đã bình phục. Thì với những ưu điểm như thời gian phẫu thuật ngắn, vết mổ nhỏ, khả năng hồi phục nhanh của phương pháp tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ được người bệnh tin tưởng lựa chọn sử dụng. Tôi sỏi nó to quá, thì ai phải rưỡi. Thì bác sĩ bảo mổ phương pháp này là tốt nhất là nội soi. Thế là, là tôi đồng ý gia đình tôi với bản thân tôi là đồng ý là mổ nội soi này là tốt nhất là máu nó không ra nhiều và sức khỏe nó không hao tổn nhiều. Nội soi tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ là phương pháp kỹ thuật cao, ít sang chấn, thay thế cho mổ mở để điều trị các bệnh sỏi thận và niệu quản 1 phần 3 phía trên. Có kích thước lớn từ 2cm trở lên, kể cả với sỏi san hô. Kỹ thuật này có sự hỗ trợ đắc lực của máy siêu âm giúp định vị chính xác bể thận và dùng ống nội soi để trực tiếp đưa laser tiếp cận đúng viên sỏi, tránh gây đau đớn cho người bệnh. Chỉ với vết rạch khoảng 1 cm tại vùng lưng, các bác sĩ đặt một kim vào bể thận có sỏi và dùng dụng cụ nong một đường để đặt ống thông từ thắt lưng vào bể thận, đưa máy soi cùng dụng cụ tán sỏi tiếp cận sỏi nhanh và an toàn nhất. Các viên sỏi thận bị tán vỡ bằng nguồn laser và được hút ra ngoài thông qua việc quan sát trực tiếp của hệ thống camera. Bây giờ thì đã định vị bằng siêu âm này, sử dụng cái ống nong bằng nhựa tổng hợp, nó cũng mềm mại hơn và kích thước đặc biệt là kích thước của nó nhỏ hơn, nó có 16 frame thôi. À, cho nên là là mới đặt cái tên đó là tán sỏi thận qua da với đường hầm nhỏ là như vậy, như vậy là cái đường vào nó cũng nhỏ hơn và thì cái tổn hại nhu mô thận và cái vết mổ ngoài da thì thực sự là rất bé nhỏ đi qua cái đường hầm ấy tán bụn sỏi thì với cái công nghệ laser công suất cao tán 90 w hoặc 100 w thì tán cái sỏi nó hiệu quả hơn Bên cạnh việc từng bước nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cũng như tiếp thu và triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật cao từ tuyến trung ương trong khám và điều trị bệnh, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai còn chú trọng động viên khuyến khích cán bộ y tế tham gia đóng góp, xây dựng và triển khai có hiệu quả vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học có ứng dụng cao và thực tiễn. Năm 2017, có 63 đề tài được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, trong đó có hai đề tài được công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018. Đặc biệt, đề tài ứng dụng nội soi và cải tiến các dụng cụ cắt amidan tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai của bác sĩ Vũ Quang Huy, trưởng khoa Tai Mũi Họng cùng các cộng sự là một trong những đề tài tiêu biểu đã vượt qua nhiều đề tài trong lĩnh vực y dược, xuất sắc đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 5, giai đoạn 2016-2017. Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2017 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức và được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018. Theo bác sĩ Vũ Quang Huy, trưởng khoa Tai Mũi Họng thì trước đây trong phẫu thuật cắt amidan vẫn sử dụng phương pháp cổ điển để cắt amidan bằng thòng lọng, sau bóc tách dùng thòng lọng lấy amidan ra ngoài rồi cầm máu bằng đông điện nên bệnh nhân rất đau và mất nhiều máu. Bởi vậy, trong quá trình làm việc, bác sĩ Huy và các đồng nghiệp đã từng bước nghiên cứu cải tiến dụng cụ cắt amidan bằng cách sử dụng nội soi optic để quan sát, thực hiện kiểm soát phẫu trường, kết hợp dùng dao điện kim dài gần gấp 3 lần so với dao mổ điện truyền thống. Đặc biệt trong giải pháp mới đã thiết kế hệ thống tưới Sobiton 3% liên tục thành dòng với mục đích làm mát đầu cắt hạn chế bỏng nhiệt tại chỗ, do vậy giảm tổn thương bỏng mô và các tổ chức xung quanh, tạo điều kiện cho phẫu thuật viên quan sát phẫu trường tốt hơn, không sinh khói khi giao điện hoạt động, do đó không làm mờ optic nội soi. Phẫu thuật viên dễ dàng quan sát trên màn hình để đi đúng bình diện giải phẫu, không bỏ sót tổ chức bệnh lý cũng như cắt vào mô lành. Cái phương pháp này làm nó có mấy cái lợi điểm. Thứ nhất là nó làm cho hạ nhiệt, Thứ hai là nó làm cho cầm máu dễ dàng, thứ ba là nó làm sạch phẫu trường. Và đồng thời như vậy thì tôi đưa cắt amidan lên nội soi, bởi vì từ trước ấy thì là cắt amidan hoàn toàn nhìn bằng mắt thường. Thì bây giờ đưa lên nội soi cho nên là hình ảnh được phóng đại, nhìn rõ nét và cầm máu được chính xác. Ngay sau khi áp dụng thành công phương pháp nội soi và cải tiến các dụng cụ cắt amidan vào đầu năm 2018, khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã đón hơn 100 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bằng kỹ thuật này. Thực hiện kỹ thuật cắt amidan giờ đây đã rút ngắn xuống còn 13 phút thay cho thời gian kéo dài hàng giờ ở phương pháp phẫu thuật cổ điển. Theo đánh giá không xảy ra chảy máu trong phẫu thuật đạt hơn 83% và 97% không có chảy máu sau phẫu thuật, trong đó 66,7% người bệnh bong giả mạc ở ngày thứ tư. Bên cạnh đó, tình trạng đau sau mổ của bệnh nhân giảm nên không cần sử dụng thuốc giảm đau. Bệnh nhân có thể xuất viện sớm, giúp giảm chi phí y tế và thời gian. Cái phương pháp này nó nó nhanh gọn và hiệu quả, giảm đau, thời gian mình phục nhanh, đấy, thời gian mình nằm viện mình ngắn hơn, được xuất viện sớm hơn phục tốt hơn. Kẹp clip cầm máu trong điều trị xuất huyết tiêu hóa của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Khơi, phó trưởng khoa nội tổng hợp cũng là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong điều trị cấp cứu cho người bệnh bị xuất huyết đường tiêu hóa như chảy máu dạ dày, hành tá tràng, đại tràng. Trước đây, khi chưa có phương pháp kẹp clip thì dưới hình ảnh nội soi, người bệnh sẽ được tiêm cầm máu tại chỗ. Tuy nhiên chỉ cầm máu thôi thì chưa đủ vì ổ loét vẫn có thể bị xuất huyết lại. Ở phương pháp kẹp clip, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa sau tiêm cầm máu sẽ được bắn thêm một hoặc nhiều clip vào đúng ổ loét đó giúp cầm máu ngay tại chỗ và vị trí tổn thương được kẹp cố định lại bằng clip sẽ tránh tỷ lệ tái phát đến mức tối đa. Thông thường thì chúng tôi hay phối hợp hai phương pháp tiêm cầm máu trước để cho nó giảm cái tình trạng chảy máu. Sau đó thì chúng tôi sẽ bộc độ được cái chỗ ổ lét cường thương nó chúng tôi sẽ kẹp clip như thế thì cả phối hợp cả hai phương pháp thì nó sẽ có lẽ nó sẽ phải toàn hơn cho bệnh nhân. Xác định nghiên cứu khoa học là một trong bảy tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt công tác này. Năm 2018, bệnh viện đã nghiệm thu và thông qua được 12 đề tài và 58 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Trong đó có nhiều đề tài được đánh giá có khả năng ứng dụng cao vào thực tế, trợ giúp đắc lực trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Theo đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế năm 2018, bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai là bệnh viện có số điểm cao nhất trong toàn tỉnh, đạt 3,72 trên 5 và tăng so với năm 2017 là 3,5 trên 5. Xứng đáng là địa chỉ tin cậy để nhân dân trong và ngoài tỉnh gửi chọn niềm tin khi đến thăm khám và điều trị. Chương trình bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai nơi gửi gắm niềm tin của đài phát thanh truyền hình Lào Cai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.